đại biểu và quý vị khán giả đến với lễ khai mạc hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023 đang diễn ra tại sân đua bò huyện Tri Tôn gần hồ Xoài Chét, xã Núi Tô. Và xin được giới thiệu người cùng dẫn chương trình với Mỹ Loan hôm nay là Thanh Hiệp, biên tập viên đến từ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả, Thanh Hiệp rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả trong một không khí sôi động ngày hôm nay của hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang năm 2023. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV và các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình An Giang và được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh cùng các đài truyền hình trong khu vực hòa sóng. Kính thưa quý vị đại biểu và quý khán giả, đua bò bảy núi là một sinh hoạt văn hóa thể thao lành mạnh, vui tươi, mang nét đặc trưng riêng của tỉnh An Giang và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016. Trong những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên luân phiên tổ chức hội đua bò bảy núi nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ Sen Don Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ. Qua đó, góp phần quảng bá những tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh An Giang. Và hội đua bò bảy núi trên kênh truyền hình An Giang ATV lần thứ 28 năm 2023 có sự tham dự của 56 đôi bò đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh An Giang gồm Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang cùng tham gia tranh tài và nhận được sự cổ vũ đông đảo của người dân tỉnh An Giang cũng như nhiều du khách khắp mọi miền tổ quốc. Đến tham dự lễ khai mạc hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 28 năm 2023. Kính thưa quý vị, tham dự lễ khai mạc còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các sở, ban ngành, huyện, thị thành tỉnh An Giang, các sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, những người điều khiển bò và chủ bò đến từ các huyện của tỉnh An Giang và Kiên Giang. Cùng sự theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của hàng chục ngàn khán giả đã có mặt tại sân đua bò huyện Tri Tôn. Và xin được nồng nhiệt chào mừng các phóng viên báo đài, cơ quan truyền thông và những nghệ sĩ nhiếp ảnh ở các tỉnh thành cùng về tham dự hội đua bò. Xin được hân hoan chào đón sự có mặt của tất cả quý vị đại biểu và quý vị khán giả. Quý vị đại biểu và quý khán giả, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trong nhiều năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên luân phiên tổ chức hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào Khmer trong dịp lễ Sen Don Ta, đồng thời khai thác và phát huy vai trò các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết và gắn bó các dân tộc anh em cùng sinh sống trên vùng đất Tây Nam của Tổ quốc. Thông qua hoạt động này cũng góp phần giới thiệu, quảng bá những tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh An Giang. Đại biểu và quý vị khán giả, góp phần vô cùng quan trọng làm nên thành công của hội đua bò bảy núi hàng năm chính là chủ nhân của những đôi bò chiến. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bò tốt, mang đến sân đua những đôi bò khỏe, nhanh nhẹn và dũng mãnh, làm nên những cuộc tranh tài sôi nổi và hào hứng. Các bạn, trước khi bước vào thi đấu thì chúng tôi nhận thấy thời tiết trên sân lúc này đã dịu mát lại các bạn. Rõ ràng là thời tiết nếu như thế này thì sẽ rất lý tưởng cho các đôi bò thi đấu đây. Thưa các bạn, hội đua bò bảy núi là một dạng thức lễ hội nông nghiệp độc đáo của 102 của đồng bào dân tộc Khmer vùng bảy núi nói riêng, như là vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung các bạn. Hội đua bò không chỉ thể hiện nét văn hóa dân gian truyền thống mang đậm chất nhân dân mà còn là ngày hội đua bò
là một môn thể thao độc đáo, rất độc đáo ở vùng Bảy Núi và được luân phiên tổ chức ở hai địa phương đó là thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn. Năm nay thì được tổ chức ở huyện Tri Tôn nha bạn. Thưa các bạn, để các bạn dễ theo dõi giải đua bò, chúng tôi sẽ giới thiệu về điều lệ một chút xíu các bạn. Đua bò nó khác với đua ngựa là không xuất phát đồng hàng mà sẽ xuất phát ở hai vị trí khác nhau các bạn, xuất phát trước và xuất phát sau. Hai vị trí này cách nhau 4 mét nha các bạn. Như vậy là đôi nào xuất phát trước thì sẽ về đích ở vị trí xuất phát đầu tiên. Các bạn, trong đua bò thì sẽ còn rất nhiều chiến thuật độc đáo khác các bạn, đó là đạp bừa, đặc biệt là đạp bừa nha các bạn. Điều này đòi hỏi các chủ bò cũng như là các người điều khiển bò sẽ là những người rất thông minh, tài tình để họ hoặc là đạp bừa ở khu vực dành cho đạp bừa để giành chiến thắng. Nó sẽ có khu vực cấm đạp bừa đó các bạn, sẽ có những khu vực mà khi các bạn đạp bừa thì sẽ bị loại. Đấy các bạn, sẽ có rất nhiều điều thú vị trong độc đáo trong các hội đua bò của Bảy Núi. Các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại, chúng ta chuẩn bị đến với những cuộc đua đầu tiên ở hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023, được tổ chức ở trường đua bò gần hồ Xoài Chét ở thị trấn Tri Tôn của huyện Tri Tôn nha các bạn. Như vậy là lễ khai mạc đã xong và chúng ta chuẩn bị đến với những cuộc đua có thể nói là rất hấp dẫn, những màn tranh tài có thể nói là sôi nổi và cực kỳ kịch tính. Các bạn, lúc này thì không khí trên sân đua bò ở gần hồ Xoài Chét rất sôi động các bạn. Lúc này thì bà con đã tập trung rất đông để chuẩn bị theo dõi những màn tranh tài của các đôi bò. Các bạn thấy là có một đôi bò còn non, rất là non các bạn. Đôi bò non đây. Đôi bò số 7 đi trước nha bạn. Như vậy là đôi bò của ông Châu Đức Thi. Châu Đức Thi. Đây là bê tơ đây các bạn. Đây là con nghé, người ta còn gọi là con nghé đấy, bò nghé đó bạn, rất là nhỏ. Đôi bò số 06 của ông Châu Đức Thi là đôi bò nghé nha bạn, đôi bò nghé. Các bạn, đua bò thì không cần đấu sức mạnh đâu bạn, mà đấu sự khéo léo, nhanh nhẹn thôi, tốc độ thôi bạn. Các bạn, một hình ảnh rất thú vị, có lẽ là trong mấy mươi lần làm đua bò tôi mới thấy các bạn có một đôi bò nhỏ như vậy luôn, rất là đặc biệt. Nhưng mà đôi nghé có lẽ là không chịu đi tiếp hay sao đấy. Chuẩn bị đến điểm thả rồi. Lúc này thì đôi số 7 của ông Châu Rốt đã tạo khoảng cách xa rồi. Khoảng cách quá xa rồi các bạn ơi. Các bạn, như vậy là đôi số 7, đôi bò già đã về đích trước một cách ung dung rồi. Không có một cái bất ngờ nào. Các bạn, như vậy là đôi của ông Châu Rốt. Châu Rốt các bạn. Các bạn, năm nay thì không có các đôi bò thi đấu trước buổi lễ khai mạc, mà các trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau lễ khai mạc các bạn. Như chúng tôi đã nói, đây là một lễ hội truyền thống rất là độc đáo của người Khmer Nam Bộ và đặc biệt là của hai huyện miền núi Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Có trận đấu giữa đôi số 23 của ông Châu Sóc Tha, huyện Giang Thành, Kiên Giang và đôi số 24 của ông Châu Sóc, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn các bạn. Các bạn, trận đấu này thì đôi số 23 của ông Châu Sóc Tha đến từ huyện Giang Thành, Kiên Giang là đôi bò đi trước. Các bạn, năm nay thì có 56 đôi bò ở các huyện trong tỉnh An Giang và đặc biệt là có những đôi bò đến từ huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang. Các bạn, trước đây thì hội đua bò Bảy Núi còn là hội đua bò mở rộng, các bạn có các đôi bò đến từ Campuchia nữa. Các bạn thấy trên tay các người điều khiển bò cầm một cái cây, một cái dụng cụ để điều khiển đó bạn. Cây này gọi là cây xà lun, đó là một thanh gỗ dài khoảng 1 mét các bạn, có cái đầu đó các bạn nối bởi một cái thanh kim loại rất là nhọn.
Thưa các bạn, có một điều đáng tiếc ở hội đua bò Bảy Núi năm nay, đó là đôi bò vô địch rất mạnh ở mùa giải năm trước tổ chức ở huyện Tịnh Biên của ông Lê Văn Toàn không tham dự các bạn do những lý do cá nhân. Các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu thì đua bò thì sẽ có xuất phát trước và xuất phát sau chứ không xuất phát đồng hàng. Các bạn, trước đây thì sẽ có một vòng hô và một vòng thả, nhưng trong những năm gần đây khi mà rất nhiều chủ bò đăng ký tham gia thì để cho tận dụng một thời gian nhanh đua trong vòng một ngày thì ban tổ chức sẽ rút ngắn lại các bạn. Năm nay thì sẽ đua chỉ một vòng thôi, trong đó có cả vòng hô và vòng thả luôn các bạn, một vòng thôi. Thường thì trong vòng hô cái đôi bò sẽ đi chậm rãi các bạn, đây như là bắt đầu xuất phát thôi. Các bạn, có rất đông các khán giả hâm mộ từ khắp nơi ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài, như các bạn thấy trên màn hình các bạn. Hội đua bò ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bởi vì nó có tính độc đáo riêng, mang tính truyền thống và rất độc đáo. Các bạn thấy quang cảnh rất đẹp xung quanh trường đua bò các bạn. Các bạn ở hai huyện miền núi Chi Tôn và Tịnh Biên có đặc điểm là đất chân ruộng các bạn, thường là ruộng lúa nó sẽ nằm dưới chân núi, sẽ tạo nên một quang cảnh rất là đẹp. Các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu thì vùng đất Chi Tôn Tịnh Biên có kết cấu địa chất đặc biệt mà các nhà địa chất học gọi là vùng đất chân ruộng, ruộng trên các bạn, tức là ruộng nằm trên cao, các bạn nó nằm ở dưới chân núi nên tạo nên một thổ nhưỡng rất là đặc biệt và tạo nên quang cảnh rất là đẹp, thu hút các bạn. Các bạn, du lịch của huyện Chi Tôn trong những năm gần đây cũng phát triển rất là mạnh mẽ. Ở nơi đây có rất là nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Các bạn gần hồ đây, các bạn gần địa điểm mà các bạn đang theo dõi đua bò, có một cái địa điểm du lịch thu hút rất đông đảo các bạn, đó là hồ Tà Bạ đấy các bạn. Hồ Tà Bạ. Các bạn đua ngựa thì người điều khiển hay còn gọi là nài đó các bạn, sẽ ngồi trên lưng ngựa và có chỗ bám cầm dây cương rất chắc chắn. Nhưng đua bò thì người điều khiển bò lại phải đứng trên bừa các bạn. Các bạn thấy là phía sau đôi bò đó các bạn có một cái bừa nha, nhưng không được dùng răng nha, không được dùng răng nha. Răng kim loại hay là răng bằng gỗ đều sẽ bị loại ngay nếu như mà các trọng tài phát hiện nha bạn. Các bạn không dùng răng trong các cuộc đua để bảo đảm an toàn cho các người điều khiển bò các bạn. Các bạn, ban tổ chức đã nhắc nhở các anh em điều khiển flycam di chuyển ra khỏi khu vực thả bò vì sẽ làm bò nó quảng các bạn, bò quảng nó sợ. Các bạn thấy vật thể lạ nó sợ. Chứ thấy người hâm mộ, thấy con người quen là không sao mà. Các bạn, lễ hội đua bò thì được tổ chức cùng với lễ Đôn Ta, tức là lễ cúng ông bà, từ 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 âm lịch các bạn. Nếu tháng thiếu thì từ 29 tháng 8 đến 2 tháng 9 âm lịch. Các bạn, lễ Đôn Ta là lễ cúng ông bà, nó giống như là lễ Du Lan đó các bạn, rằm tháng 7 lễ Du Lan của người Kinh. Các bạn, còn ở người dân tộc Khmer thì họ có Tết Chan Sa Nam Thơ Mây, đó như là Tết cổ truyền của người Kinh mình đấy. Của khán giả Ngọc Cảnh, các bạn, anh hỏi rằng cách thức đua bò như thế nào, nếu đua như vậy thì đôi đi sau sẽ không có lợi thế. Không anh, tại vì đi sau thì sẽ đến đích ở cái mặt đích sau đó các bạn, tức là sẽ cách 4 mét, tức là bạn sẽ đến cái đích sau, nó sẽ gần hơn 4 mét so với đôi đi trước, thì không có lợi thế. Đôi nào đi trước hay đi sau sẽ có lợi thế riêng các bạn, và trong quá trình bình luận chúng tôi sẽ giải thích để cho các bạn hiểu rõ hơn nha các bạn. Xin cảm ơn anh Ngọc Cảnh và các bạn đang theo dõi trên ATV Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 28 năm 2023. Xin được nhắc lại là chúng tôi trong quá trình bình luận sẽ giải thích hơn về điều lệ và cách thức đua bò để quý vị và các bạn dễ theo dõi hơn nha các bạn. Các bạn, như đã nói thì không như đua ngựa là xuất phát đồng hàng và về đích, về cùng mục đích. Đua bò thì sẽ có xuất phát trước và xuất phát sau. Điểm xuất phát trước cách điểm xuất phát sau 4 mét. Đôi bò xuất phát trước thì vạch đích là điểm trước, tức là cách nó sẽ dài hơn 4 mét so với đôi đi sau, nên không có lợi thế gì cả bạn, không có lợi thế trong cuộc đua này.
đôi nào nó cũng có chiến thuật cho đôi đi trước và đôi đi sau đặc biệt hết. Các bạn, cái độc đáo và cũng là cái khó của đua bò bảy núi đó là phải đua với một đôi bò nha các bạn. Người điều khiển phải điều khiển làm sao để hai đôi bò di chuyển cùng một lượt như nhau. Các bạn, đặc biệt là họ phải dùng cây xà lun các bạn, cây xà lun để thúc vào mông bò. Nhưng mà làm sao để đều để hai con bò cùng di chuyển. Nếu mà một con di chuyển trước, con di chuyển sau thì sẽ thua ngay đó các bạn. Như vậy là họ phải huấn luyện làm sao cho đôi bò, hai con bò phải thật ăn ý. Các bạn, những người điều khiển bò kinh nghiệm thì họ sẽ có những chiến thuật thi đấu rất đặc biệt, dù là được xuất phát trước hay xuất phát sau. Các bạn thấy là ở lễ hội đua bò này, chúng ta đã thấy những vị khách nước ngoài và đến xem, đặc biệt là các em bé nhỏ nữa các bạn. Đây là cái dịp để các em được thưởng thức thể thao và cũng là dịp để giáo dục về truyền thống các bạn, giáo dục cho các em nhỏ người dân tộc về truyền thống của quê hương. Các bạn sẽ được nhắc lại là hội đua bò được tổ chức vào dịp lễ San Con Ta, là lễ cúng ông bà đó bạn, và lễ rất là quan trọng của người dân tộc Khmer. Đây là dịp mà họ sẽ tưởng nhớ và ghi ơn những ông bà cha mẹ. Các bạn, trong thi đấu thì đôi di chuyển sau vẫn có thể vượt qua đôi trước nha bạn. Chuẩn bị xuất phát thả đây bạn. Các bạn thấy ở điểm xuất phát thả là ở chỗ cây cột cờ màu vàng đấy các bạn. Chuẩn bị đôi bò đi qua đây. Đây là khu vực xuất phát thả đấy bạn. Đây là hai đôi bò bắt đầu di chuyển với tốc độ cao đây. Ban tổ chức liên tục nhắc nhở là các người điều khiển flycam bay flycam cao lên các bạn, bởi vì bò nó thấy vật thể lạ nó sẽ sợ nó quản các bạn. Các bạn thấy là đường đua có cái vạch giới hạn 8m đó, chiều ngang các bạn là 8m nha các bạn. Đôi bò sẽ phải thi đấu di chuyển trong cái vạch 8m này. Nếu mà vượt qua vạch giới hạn 8m, vượt qua vạch chiều ngang các bạn, tức là vượt lên cái bờ mẫu đó, bờ đê đó, thì sẽ bị loại nha các bạn. Trong thi đấu thể thao gọi là phạm quy đấy các bạn, phạm quy. Các bạn thấy là rất đông khán giả. Lúc này bà con người dân tộc Khmer đã đi chùa xong rồi, và bắt đầu là tập trung đến sân đua bò để theo dõi hội đua bò năm nay các bạn. Khán giả rất đông các bạn. Lượng khán giả có thể nói là đầy mơ ước của môn bóng đá đấy bạn. Các bạn, theo thông tin mà các phóng viên của ATV thu thập được, cũng như là những thông tin từ ban tổ chức, rồi từ các anh lãnh đạo ở trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông của xã Tịnh Biên cũng như là Tri Tôn các bạn, chúng tôi biết được rằng có những đôi bò mà chủ bò phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đó bạn, bỏ ra một số tiền rất lớn, có đôi bò phải đến 200 triệu. Các bạn, chúng tôi cũng đã hỏi nhiều các anh các chú có kinh nghiệm các bạn, tại sao là con về đua ngựa thì người điều khiển gọi là nài, còn người đua bò thì trước nay thì vẫn gọi là tài xế chứ không gọi là nài luôn. Các bạn, điều đặc biệt là đua bò thì chỉ đôi bò đó, người điều khiển bò đó được thi đấu cho từ đầu đến cuối, các bạn không được thay một con nào trong đôi bò đó hết. Nếu mà trọng tài phát hiện thì sẽ loại ngay các bạn. Các bạn, một lần nữa xin trả lời cho bạn Cạnh Phạm cũng như là các bạn đang theo dõi hỏi về điều lệ. Các bạn nghĩ rằng là đôi đi sau sẽ gặp bất lợi các bạn, vì không thể nào đi trước vượt lên trước được, rất là khó. Không phải các bạn, đôi đi sau vẫn có lợi thế riêng của mình, tại vì họ sẽ có được khoảng cách 4 mét ở phía sau đó bạn. Nếu mà trong quá trình di chuyển mà giữ được khoảng cách dưới 4 mét thì sẽ chiến thắng thôi. Các bạn, trong các hội đua bò bảy núi, trong các buổi bình luận trực tiếp thì chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều các bạn. Như ngày hôm nay chúng tôi được sự hỗ trợ của anh Nguyễn Văn Xưa, là phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh của thị xã Tịnh Biên,
một người có chuyên môn rất cao về các môn thể thao, đặc biệt là đua bò các bạn. Trong các buổi bình luận trực tiếp, tôi đều nhờ đến sự giúp sức về luật lệ cũng như là truyền thống đua bò, kiến thức rất là thâm sâu của anh Nguyễn Văn Xưa. Tôi xin cảm ơn các bạn. Thưa bạn, chúng tôi sẽ được chào đón các bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại với hội đua bò Bảy Núi tranh chức truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023 vào buổi chiều cho các bạn. Thưa các bạn, vào lúc này trên sân đua bò ở gần hồ Xoài Chết của thị trấn Diên Tân huyện Chi Tôn mưa rất lớn các bạn. Mình phải nói là mưa rất lớn, nhưng ekip truyền thông của đài phát thanh truyền hình An Giang chúng tôi vẫn đang rất cố gắng các bạn vượt qua những khó khăn, với mong muốn sẽ mang đến cho các bạn những hình ảnh đẹp nhất tại cuộc đua bò Bảy Núi lần này các bạn. Mong các bạn hãy vào xem và ủng hộ, và cũng không như có những tiếng sót. Các bạn, một lần nữa chúng tôi xin mời các bạn cùng quay trở lại với buổi chiều của hội đua bò Bảy Núi tranh chức truyền hình An Giang lần thứ 28, và trận đấu mà chúng ta đang xem là trận đấu thứ 46 các bạn. Trận đấu thứ 46 giữa đôi bò mang số đeo là 37 của ông Châu Sóc Phép huyện Hoài Sơn, và đôi bò mang số đeo số 42 đó là của ông Chao Man ở thị trấn Cô Tô của huyện Chi Tôn. Các bạn có thể thấy trên màn hình là mưa rất to các bạn. Có lẽ là trong 28 lần tác nghiệp cho giải đua bò, hội đua bò Bảy Núi, thì đây có lẽ là lần mà chúng tôi gặp mưa gió lớn như thế này các bạn. Gần mưa rất lớn, khủng khiếp luôn đấy. Các bạn, ở trận đấu này thì đôi số 42 là đôi bắt thăm đi trước nha các bạn. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có tất cả là 56 trận đấu. Và các bạn đang xem trận đấu thứ 46 các bạn. 46. Các bạn sẽ được nhắc lại, chúng ta đang theo dõi trận đấu thứ 46 ở hội đua bò Bảy Núi tranh chức truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023, và trận đấu thứ 46 này đang diễn ra dưới điều kiện thời tiết có thể nói là mưa bão vô cùng khắc nghiệt các bạn. Mời các bạn vào xem và ủng hộ cho ATV, cho các anh chị truyền thông và ban tổ chức. Họ đã rất cố gắng để mang đến những hình ảnh tốt nhất có thể để phục vụ quý vị và các bạn. Các bạn, ý chí vượt qua khó khăn nghịch cảnh nó đã ăn sâu vào tâm thức, vào máu của những người dân miền Tây, của người miền Nam các bạn. Các bạn có thể thấy là trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn như thế này thì bà con vẫn đến sân theo dõi rất đông. Các bạn sẽ được nhắc lại là chúng ta đang được theo dõi hội đua bò Bảy Núi lần này dưới điều kiện thời tiết có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Lúc này thì ở gần vị trí tác nghiệp các bạn, chúng tôi thấy là nước đã ngập lên luôn rồi. Ở phía ngoài thì các anh camera cũng đang phải chịu mưa gió rất là lớn các bạn. Như chúng tôi một lần nữa hứa sẽ cố gắng các bạn, cố gắng vượt qua khó khăn để phục vụ các bạn, để chuyển đến quý vị và các bạn gần xa những hình ảnh đẹp nhất ở hội đua bò Bảy Núi năm nay. Mời các bạn vào xem và cổ vũ cho hội đua bò lần này. Các bạn có thấy là mưa tầm tã đó bạn, mưa tầm tã trên đường đua. Thưa các bạn, hội đua bò Bảy Núi được tổ chức vào cuối tháng 8 âm lịch các bạn, nhân dịp lễ Saint Donta của đồng bào Khmer, và đây cũng là vào mùa mưa, vào cao điểm mùa mưa ở miền Tây, nên chắc chắn việc mưa cũng không phải là điều gì đó quá mới lạ. Tuy nhiên thật sự là trận mưa năm nay quá lớn các bạn, trận mưa ở hội đua bò năm nay quá lớn. Các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu vào buổi sáng thì có những chủ bò đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua các đôi bò chiến về tham gia các hội đua bò. Các bạn có người, các bạn vừa được ông chức truyền hình đã quay vào khu vực tác nghiệp cho các bạn xem đó các bạn. Hiện nay ở gần chỗ tôi ngồi đây, nước đang ngập lên tới mắt cá chân luôn, mặc dù đang đứng trên bục rất là cao. Đây các bạn có thể thấy trên màn hình khu vực tác nghiệp, dù đứng ở trên bục cao nhưng mưa nó đã ngập lên tới mắt cá
của các phóng viên, của các cameraman rồi đấy bạn. Các bạn, hội đua bò Bảy Núi đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rồi đó các bạn. Các bạn xin được các bạn vào xem hội đua bò lần này trên ATV, HTV, như Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và có những ý kiến rất là hay các bạn. Có ý kiến cho rằng nên có một đoạn bình luận bằng tiếng Khmer. Và ý kiến này rất là hay các bạn. Tri Tôn Tịnh Biên là bán sơn địa các bạn, tức là sẽ có núi và có đất ruộng nữa. Các bạn núi giữa đồng bằng đó các bạn, các bạn thường nghe như vậy đấy. Các bạn có thấy chữ Tri Tôn không các bạn? Các bạn chúng ta sẽ thấy chữ Tri Tôn từ phía xa sơn đua bò đấy các bạn. Các anh cameraman đang cho các bạn thấy từ trên đỉnh núi có chữ Tri Tôn xuống sơn đua bò đấy. Các bạn đang có một số khiếu nại và chúng ta cùng chờ xem các bạn, chờ xem băng quay chậm lại của ban tổ chức để xác định kết quả của trận tứ kết thứ nhất. Lúc này thì ban tổ chức, bộ phận trọng tài vẫn đang làm việc. Các bạn, nhân đây thì chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cơ cấu giải thưởng để cho các bạn biết. Các bạn, giải nhất trị giá 30 triệu đồng, cúp cờ, xe quay alpha và tiền mặt các bạn. Các bạn xin nhắc lại là giải nhất trị giá 30 triệu đồng gồm có cúp cờ cộng một chiếc xe quay alpha và tiền mặt. Giải nhì trị giá là 20 triệu đồng gồm cờ, máy giặt và tiền mặt. Giải ba trị giá là 15 triệu đồng gồm cờ, tủ lạnh và tiền mặt. Giải tư trị giá 10 triệu đồng gồm có cờ, tivi và tiền mặt. Các bạn, giải khuyến khích là 8 triệu đồng 4 giải nha các bạn. Có 4 giải khuyến khích gồm có quạt, điều hòa và tiền mặt. Và đặc biệt là giải cá nhân, giải người điều khiển bò xuất sắc nhất là 3 triệu đồng gồm có quạt hơi nước và tiền mặt. Đó là cơ cấu giải thưởng đấy các bạn, cơ cấu giải thưởng. Thưa bạn, các bạn về dịp lễ Sen Đôn Ta vào cuối tháng 8 của đồng bào Khmer, ngoài việc đi xem hội đua bò, các bạn còn có thể đi du lịch và thưởng thức cái món ăn các bạn, món ăn rất ngon, đặc sản của vùng núi Tri Tôn hay Tịnh Biên các bạn. Ở Tri Tôn thì có gà đốt ô thum này các bạn, rất là ngon, có đu đủ đâm, có ít nướng, có rất là nhiều món ngon các bạn. Đúng rồi các bạn, năm nay thì trường đua nằm ở phía sau lưng của chùa Tà Bà đấy bạn. Thưa các bạn, khác với một chút với lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn đó các bạn, thì các con trâu dù thắng hay thua đều bị làm thịt. Đua bò ở vùng Bảy Núi thì các đôi bò rất là được
chủ thương yêu các bạn. Đôi thắng sẽ mang lại một niềm vui rất lớn cho Phương Sóc ở địa phương của đôi bò đó. Nên các chủ bò sẽ vẫn mang về và tiếp tục nuôi, huấn luyện, chuẩn bị cho mùa giải sau. Thường thì họ sẽ không bán làm thịt đâu. Bò được nuôi để đua riêng các bạn, bò để nuôi làm thịt riêng, bò nuôi làm sức kéo riêng các bạn. Sẽ không có chuyện là đôi bò nào giành chiến thắng sẽ được bán thịt. Đó là những lời giải thích vui cho các bạn nha bạn. Vui nhưng mà là sự thật như vậy đấy. Ở mỗi một cái lễ hội đều có tính độc đáo riêng các bạn. Lễ hội Đồ Sơn cũng có tính độc đáo riêng của Đồ Sơn. Ở hội đua bò Bảy Núi cũng có nét độc đáo riêng, điều lệ, cách chơi, luật lệ đều khác nhau các bạn. Nhưng mà nó có nét độc đáo riêng, đặc trưng. Thưa các bạn, từ thời xa xưa thì ở cạnh các ngôi chùa của người Khmer sẽ có những ruộng lúa, và sau mỗi buổi chiều khi mà cày bừa xong các bạn thì sư cả sẽ kêu các chủ bò mang các đôi bò ra tranh tài. Thường thì những giải thưởng đầu tiên chỉ là những chiếc lục lạc vàng mang tính danh dự thôi. Thì sau này thì mới trở thành một hội đua bò lớn. Thưa bạn, chúng tôi cũng xin trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn là hầu như bạn Lê Phước Định các bạn, hầu như là giải đua bò này toàn là người dân địa phương tham gia, không phải các bạn. Hội đua bò trước đây còn có các đôi bò đến từ Campuchia, từ các tỉnh như là Kỳ Tiên Phong, Tà Keo, Trần Đan các bạn. Trước đây gọi là hội đua bò Bảy Núi, mở rộng tranh chấp truyền hình An Giang các bạn. Nhưng sau một thời gian bị dịch bệnh các bạn, dịch bệnh đặc biệt là Covid-19 những năm gần đây, những dịch bệnh khác, thì việc siết chặt xuất nhập cảnh từ biên giới nên không có các đôi bò từ nước bạn Campuchia, cũng như trước đây còn có các đôi bò từ tỉnh Sóc Trăng nữa các bạn, tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang. Như các bạn thấy là năm nay thì cũng có huyện Kiên Giang tham gia nữa. Xin chào tất cả các bạn. Việc để các em được trải nghiệm một hồi đua bò
nó cũng là dịp để cho cha mẹ, các bậc phụ huynh giáo dục truyền thống cho con cháu. Bởi vì hội đua bò này được tổ chức ngay vào lễ Sam Dom Ta của đồng bào Khmer, là lễ cúng ông bà đó các bạn. Là lần đầu tiên của hội đua bò được tổ chức ở xã Âu Lâm nha các bạn, xã Âu Lâm. Đến năm 1992 thì ngành văn hóa thể thao địa phương chính thức vào cuộc các bạn. Từ năm 1992 đến năm 2001 thì hội đua bò Bảy Núi được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã đầu tư kinh phí thực hiện phim tài liệu khoa học lễ hội đua bò Bảy Núi các bạn. Năm 2003 thì hội đua bò được Tổng cục Du lịch công nhận là sản phẩm du lịch. Nhưng đến năm 2009 các bạn thì được nâng cấp thành lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng trên kênh truyền hình An Giang các bạn. Và chính năm 2009 này có các đôi bò đến từ Campuchia, đến từ các tỉnh Cần Đa là các bạn, Tà Keo, Kitivong của Vương quốc Campuchia và các tỉnh như là Sóc Trăng, Kiên Giang đến tham gia tranh tài. Nhưng đến năm trước đây thì nó có đến 2 vòng hô các bạn, nhưng để cho cái trận đấu hấp dẫn hơn thì bây giờ chỉ có một vòng đấu thôi, gồm có hô và thả luôn. Một vài thông tin để các bạn tiện theo dõi các bạn. Lễ lớn trong năm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023, và lễ tân bà của đồng bào dân tộc Khmer. Mọi chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV, các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình An Giang và được đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh cùng các đài phát thanh truyền hình trong khu vực hòa sóng. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, Ngân hàng Thị trường Thông minh cho Cumin 0.75 TV, Công ty Cổ phần Không Bóng Miền đã đồng hành cùng huyện Tri Tôn tổ chức hội đua bò năm nay. Và kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả, bây giờ những giờ phút tranh tài sôi nổi hấp dẫn của các đôi bò trên sân đua bò của huyện Tri Tôn gần hồ Xoài Trác, xã Núi Tô đã khép lại. 56 đôi bò đến từ các huyện, thị xã Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, tỉnh An Giang và huyện Giang Thành của tỉnh Kiên Giang đã thi đấu rất quyết liệt, đem đến cho khán giả những phút giây tranh tài hào hứng và sảng khoái nhất, và đã tìm ra được đôi bò xuất sắc nhất, xứng đáng cho danh hiệu vô địch và người điều khiển bò giỏi nhất cũng như các giải thưởng giá trị khác. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả, hình thành từ hơn trăm năm qua ở vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, hội đua bò Bảy Núi đã trở thành sinh hoạt văn hóa lễ hội vô cùng đặc sắc, thú vị, không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer và đã trở thành một sản phẩm du lịch riêng có, đặc trưng của vùng đất An Giang, sơn thủy hữu tình, giàu bản sắc văn hóa, được bạn bè khắp nơi biết đến. Và theo thông lệ thì hội đua bò Bảy Núi trên cúp truyền hình An Giang sẽ được luân phiên tổ chức tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, nơi có đông đảo đồng bào Khmer sinh sống. Và năm 2024, hội đua bò Bảy Núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 25 sẽ diễn ra tại thị xã Tịnh Biên. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, sẽ đến sân lễ trao cờ cho Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, đơn vị sẽ đăng cai tổ chức hội đua bò Bảy Núi trên cúp truyền hình An Giang lần thứ 29 năm 2024. Xin được trân trọng kính mời. Xin kính mời ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, Phó trưởng ban tổ chức giải lên nhận cờ đăng cai. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Bằng, xin được trân trọng cảm ơn ông Lâm Văn Bá. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả, và sau đây sẽ là
lại giây phút mà chúng ta mong chờ nhất, giây phút vinh danh những đội bọt đoạt giải Hội Thi Bọt Bảy Núi trên góc truyền hình An Giang ATV lần thứ 28 năm 2023. Và trước tiên là giải thưởng dành cho người điều khiển bò xuất sắc nhất. Xin được trân trọng kính mời ông Châu Men đến từ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn lên nhận giải. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang sẽ lên trao giải thưởng người điều khiển bò xuất sắc nhất. Vâng, kính thưa quý vị, giải người điều khiển bò xuất sắc nhất trị giá 3 triệu đồng gồm quạt hơi nước và tiền mặt. Và một lần nữa xin được chúc mừng ông Chào Bèn.